Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Đài Truyền hình Tuổi trẻ Hải ngoại BWIN TV 57.3. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2012. Thái Sơn cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả và xin được gửi đến quý vị những bản tin thế giới vừa được cập nhật được. Ông Kofi Annan gặp Tổng thống Assad ở Syria, tin từ Damascus. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, người mới được chỉ định làm đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria, vừa gặp Tổng thống Bashar al-Assad tại Damascus để tìm cách chấm dứt bạo động ở quốc gia Trung Đông này. Đài truyền hình nhà nước Syria mô tả cuộc họp hôm nay là tích cực. Ông Annan đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng và cảnh báo rằng việc trang bị vũ khí cho các lực lượng nổi dậy chỉ làm cho tình hình xấu thêm. Hôm nay, một thành viên của Liên đoàn Ả Rập là Qatar phát biểu tại một hội nghị của các vị ngoại trưởng Ả Rập ở Cairo rằng đã đến lúc phái binh sĩ Ả Rập và các nước ngoài nên tới Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã dự cuộc họp ở Ai Cập. Nga và Trung Cộng đã hai lần phủ quyết các đề nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép đòi hỏi chính phủ của ông Assad chấm dứt vụ xung đột. Hôm qua, người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hợp Quốc là bà Valeria Amos tuyên bố tại Ankara rằng các giới chức Syria yêu cầu có thêm thời gian để xem xét một thỏa thuận để cho phép Liên Hiệp Quốc giúp đỡ các nạn nhân của vụ đàn áp đối lập đang tiếp diễn ở Syria. Bà nói rằng các giới chức Syria tán đồng việc thực hiện một cuộc thăm dò có giới hạn để thu thập thông tin về tình hình của những người bị ảnh hưởng vì bạo động. Cơ nhóm đối lập Syria hôm qua nói rằng ít nhất 31 người đã bị thiệt mạng trong khi hàng vạn người xuống đường biểu tình trên khắp đất nước để phản đối chính phủ của ông Assad. Đài quan sát nhân quyền ở Syria ở Anh cho biết hầu hết những vụ trường hợp tử vong xảy ra ở thành phố Homs, nơi đã trở thành trung tâm của vụ đàn áp của chính phủ. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, các lực lượng Syria đã sát hại hơn 7.500 người kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Assad bắt đầu, cách đây một năm. Chính phủ ở Damascus nói rằng thủ phạm của vụ rối loạn là những phần tử khủng bố có vũ trang và cho biết 2.000 người trong lực lượng an ninh của họ đã thiệt mạng trong vụ xung đột. Hàng ngàn người biểu tình chống ông Putin ở Mạc Tư Khoa, tin từ Mạc Tư Khoa. Hàng vạn người Nga hôm nay đã tụ tập ở trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa để phản đối việc ông Putin đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba, trong lúc đó có cáo giác về gian lận bầu cử. Những người biểu tình đang thách thức quyền hành của ông Putin, người chiếm 64% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua. Ông Putin giữ chức tổng thống từ năm 2000 cho đến năm 2008, nhưng giới hạn nhiệm kỳ khiến ông không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Sau đó, ông giữ chức thủ tướng cho đến nay. Đảng nước Nga thống nhất của ông Putin giành được 238 trong tổng số 450 ghế của cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12. Những tố cáo về gian lận trong cuộc bầu cử đó đã làm bùng lên những vụ biểu tình quy mô lớn do phe đối lập lãnh đạo. Trong cuộc biểu tình lớn nhất của thời kỳ hậu Liên Xô, hàng vạn người đã xuống đường ở Mạc Tư Khoa và nhiều nơi khác để đòi hỏi tổ chức bầu cử lại. Tòa án ICC bác đơn thỉnh cầu hủy bỏ vụ truy tố của 4 bị cáo ở Kenya, tin từ Haas. Tòa án hình sự quốc tế ICC đã bác bỏ đơn thỉnh cầu bãi bỏ vụ truy tố của cựu bộ trưởng tài chính Kenya và 3 người khác. Tòa án ICC đang truy tố 4 người Kenya, trong đó có ông Uhuru Kenyatta, là người đang có nhiều hy vọng có thể trở thành tổng thống Kenya. Con trai của vị tổng thống này đã thành lập quốc gia này. Tòa án ICC đã truy tố ông Kenyatta tội ra lệnh cho dân quân giết chóc, hãm hiếp trong cuộc bạo động hậu bầu cử năm 2007, làm ít nhất 1.222 người bị chết. Ông Kenyatta không thừa nhận tội trạng. Trong tháng Giêng, tòa án ICC đã đòi ông Kenyatta, cựu bộ trưởng William Ruto, sứ ngôn viên Juhasu Arabsan của đài phát thanh Kenya, giám đốc dân sự vụ Francis Mutara ra tòa án ở Haag để nghe xét xử. Bốn người Kenya nói trên không thừa nhận tội. Chánh án Ekaterina Trendafilova và Kuno Tasfuser đã bác đơn thỉnh cầu của bốn bị cáo đang bị truy tố tội chống nhân loại. Hai ông Kenyatta và Ruto đều muốn ra tranh cử trong năm 2013, thay thế Tổng thống Mwai Kibaki. Tình trạng bạo động ở dải Gaza, tin từ Khan Yunis. Người dân Gaza thức giấc sáng nay đã phải chứng kiến cảnh tàn phá sau nhiều đợt không kích của phi cơ Do Thái, làm 10 dân quân tử thương.
Đợt không kích ở thị trấn Khan Yunis đã làm một dân quân tử thương vào những giờ sớm nhất của ngày thứ Bảy. Thi hài của người dân quân này đã được đưa đến bệnh viện. Chiếc xe hoàn toàn bị phá hủy. Người dân ở thành phố Gaza City hiện đang dọn dẹp nhà cửa của họ bị thiệt hại vì một tiếng nổ rất gần. Bà Suha Abu Diab có nhà bị hư hại nói, mọi người trong nhà đang ngủ thì nghe tiếng nổ khủng khiếp, cửa kính bể, bàn ghế trong nhà văng tứ tung. Các con của bà thức giấc tưởng nhà đã bị sập. Cháu của bà đã bị mảnh kiến văng trúng, bị thương ở cổ và ở chân. Bạo động leo thang sau khi Do Thái cho nổ một chiếc xe ở thành phố Gaza City trong ngày thứ Sáu, làm hai người lãnh đạo dân quân bị tử thương. Và dân quân đã bắn hai quả rocket sang lãnh thổ Do Thái. Những vụ không kích khác nhau sau khi màn đêm buông xuống đã làm 8 dân quân tử thương. Do Thái cho biết đã thực hiện 3 vụ không kích. Đây là đợt tấn công lớn nhất sau nhiều tháng tương đối yên tĩnh. Và thêm một tin từ Khan Yunis, sau khi một người lãnh đạo dân quân bị tử thương trong ngày hôm qua, dân quân ở dải Gaza đã bắn ít nhất 90 quả rocket qua lãnh thổ Do Thái, làm 4 người bị thương. Đợt không kích mới nhất của Do Thái đã làm một dân quân đi xe gắn máy tử thương, người bị thương sau đó cũng đã chết tại bệnh viện. Gia đình bạn bè đang tập trung ở bệnh viện Al-Nasser là nơi đang giữ hai thi hài. Hai dân quân thuộc tổ chức Thánh chiến Hồi giáo đã bị chết trong đợt không kích vào lúc mờ sáng nay. Theo nhân viên y tế của Hamas nói, từ chiều ngày hôm qua cho tới sáng nay đã có ít nhất 14 dân quân tử thương. Và thêm một tin từ dải Gaza, hàng trăm người đã đi đưa đám tang của người lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến Bình dân hay được gọi tắt là PRC. Phi cơ Do Thái đã bắn chết ông Zuhair Al-Qassi là người đang lãnh đạo lực lượng này. Quân đội Do Thái nói rằng phi cơ đã bắn chết ông Al-Qassi vì ông ta đang hoạch định chương trình tấn công Do Thái tại biên giới Ai Cập trong những ngày sắp đến. Do Thái cũng nói rằng ông Qassi là người đã giúp thực hiện vụ tấn công gần biên giới Ai Cập trong năm ngoái, đã làm 7 người chết. PRC đã bác bỏ đơn tố cáo của Do Thái. Ông Qassi đã được bầu làm người lãnh đạo PRC trong tháng 8 năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm bị phi cơ Do Thái bắn chết ở thị trấn Rafah. Phát ngôn viên của PRC là ông Abu Mujahed tuyên bố, từ giờ phút này, lực lượng sẽ trả thù tội ác của Do Thái. Lực lượng chiến đấu phải chịu trách nhiệm đối với hành động giết chết người lãnh đạo của PRC. Hiện giờ, PRC không còn thời giờ để nói tới chữ đình chiến. Theo quân đội Do Thái, dân quân đã bắn trên 90 quả rocket qua lãnh thổ, trong đó có 25 quả rocket đã bị Grad, bị hỏa tiễn chống hỏa tiễn của hệ thống Iron Dome bắn hạ. Người Syria bị thương qua Lebanon để điều trị, tin từ Lebanon. Một bệnh viện ở miền Bắc Lebanon, bác sĩ đang chữa trị cho nhiều người Syria bị thương. Ngày hôm qua, bệnh viện đã nhận một người đàn ông bị thương nặng vì đã dẫm phải mìn ở biên giới Lebanon và ở Syria. Bệnh viện cho biết trong tháng này đã nhận 37 bệnh nhân Syria. Trong tháng trước đã điều trị cho khoảng 180 người bị thương nặng. Trong một phòng bệnh viện, có một người đàn ông bị cưa tay, bị thương nhiều nơi trên thân thể và trên đầu. Ông ta nói ông ta là nạn nhân của việc quân đội Syria pháo kích quận Baba Amro của thành phố Homs. Ông này mới được đưa tới bệnh viện cách đây 2 ngày. Cánh tay phải cưa vì vết thương đã để lâu ngày. Ông ta nói rằng cộng đồng quốc tế và các nhóm thiện nguyện cần phải giải cứu người dân Syria thoát khỏi sự tàn ác mỗi ngày. Cao ủy nhân đạo Liên Hiệp Quốc Valeria Amos đã tới viếng thăm thành phố Homs và nói rằng quận Baba Amro đã bị hoàn toàn phá hủy. Hàng ngàn người bị chết, bị thương hay chạy khỏi thị trấn. Nhiều người bị thương được đưa qua Lebanon để điều trị. Một người bị thương khác đang nằm bệnh viện nói, những người bị thương đưa vào bệnh viện ở Syria bị quân đội thường vào xét. Nếu biết rõ là người thân của chính phủ, sẽ để cho bác sĩ điều trị. Nếu nghi ngờ là người chống đối sẽ bị bắt đem đi. Những người bị thương bị bắt này có thể bị bắn chết hay tra tấn cho tới chết. Người đàn ông này cho biết bị thương từ 20 ngày trước nhưng mới qua Lebanon được 2 ngày vì con đường đi qua Lebanon rất nguy hiểm. Hoàng tử Harry thăm núi Sugarloaf, tin từ Rio de Janeiro. Hoàng tử Harry đã tới viếng thăm núi Sugarloaf để phát động chương trình được gọi là Great để cổ vũ những người Anh đến khu du lịch này. Hoàng tử Harry tới Brazil trong ngày hôm qua sau khi viếng thăm 3 nước Belize, Bahamas và Jamaica. Hoàng tử Harry đã đến thăm vùng núi ở thị trưởng Ecuador Pes
của thành phố Rio de Janeiro. Anh Quốc là nước đang đầu tư ở Brazil đứng hàng thứ tư. Hoàng tử đã cổ võ sự cộng tác của hai nước này trong giáo dục, phát minh, kỹ thuật và ngay cả vấn đề thời trang. Tình hình bạo động ở Syria, tin tổng hợp. Một khúc video đưa lên các trang web xã hội trong ngày hôm nay cho thấy một vụ nổ tại một ngôi đền ở thành phố Homs. Những người tranh đấu cho biết đạn pháo kích rót vào các quận chống đối chế độ ở thành phố Homs trong ngày hôm qua đã làm 20 người chết. Trong lúc đó, đạn pháo kích bắn vào vùng Bắc đã làm 24 người chết. Một người dân cho biết vào lúc 7 giờ sáng nay, 23 chiếc xe tăng đã tiến vào vùng cư dân và quân nhân đốt nhà cửa của dân chúng tại đây. Trong một khúc video khác cho thấy, hàng trăm người đang tham gia một đám tang ở thủ đô Damascus. Ngày hôm nay, đặc sứ Kofi Annan hy vọng gặp Tổng thống Bashar al-Assad để thuyết phục nhà độc tài này chấp nhận một giải pháp chính trị, chấm dứt việc tàn sát dân chúng trong nước đã làm hàng ngàn người chết. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đã có ít nhất 7.500 người đã chết. Vừa rồi là phần tin thế giới, xin quý vị đừng rời màn hình. Thái Sơn sẽ trở lại với phần tin Á Châu sau vài thông tin thương mại sau đây.